Và giới thiệu anh em con cassette deck của Akai mã là 706D. Con này thì mình trước mình làm clip thì nói rõ rồi. Máy về với tình trạng thì mặt trước này, chỗ bên đây thì rất đẹp, đẹp đẹp keng. Nhưng bên đây nó bị quả quả vận chuyển đây. Hơi cấn. Đấy, đấy nhìn thẳng này. Nhìn xa thì như này. Đấy, nhìn gần thì như này. Đấy, anh em nào mà cái chỗ này nó vẫn còn còn đất ấy, nếu mà về phay cái chỗ này đi hết chắc là hết mấy em không có thời gian. Thứ hai là cái chỗ phím power này thì nó bị cọ vào hay là nó bị oxy hóa chỗ này đấy, mỗi vậy thôi, còn lại thì đẹp. Anh em nào mà quan trọng hình thức quá thì thôi đấy, còn nếu không thì chắc chắn là con này giá mềm mượt rồi. Rồi thì test thu phát nhá. Con này làm cái nút output thì theo em thì nên để maximum này, to hết. Còn cái này nó đây, cái này nó hơi lệch tí cho. Thì em trình hình trên sóng ấy thì là nó lệch thì em phải chỉnh theo 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 sóng là căn cho nó chuẩn. Đấy, nó hơi lệch tí. Đấy, còn lại thì mình cứ cầm mình vặn như này thôi, bình thường thôi, chả sao cả. Thu thì lên đến cộng cộng không hoặc là có cái phím đỏ này. Đấy, là được. Con này thì AK thiết này thì thu tới 1 2 thì mình cứ triển khai tiếp một này, thu cuốn bằng UD 1 coi coi trước khi thu thì vì nó hai tép nên là thu qua một đoạn này, hai tép thì mình cứ để về không nhá. Đấy, em thu tí Duy Khánh cho nó thử nào. Đấy, nó bị cái chỗ này này thôi, thì vận chuyển thì những con như này thì khó tránh lắm, nó có cái miếng sắt ngoài này này, nó đã đập vào không không tránh được. Nhưng mà đen rồi, con này có tab select thì nếu mà T1 thì anh em có để LN này nghe cho nó tiếng cho nó bay bổng. Đấy, con này thì chưa hỗ trợ đến metan, chỉ hỗ trợ đến tiếp 3 thôi. Đấy, chrome này, nhưng mà cứ để này, cứ bằng low noise, nó này là low noise này, cứ để vậy nhá. Còn làm dề thì ấn nút power này, xong ấn Z cộng play. Đấy, đây là mình chưa thu đâu này nhá, bây giờ thu này, thu thả ra này, thu này. Đấy, vào này. Đây, cứ này này cho cậu đây. Đấy, ấn được không đúng không? Được không này. Tâm tư nặng vai gánh, đường trần cho đến nay.
chưa? Giờ đấy chúng ta về nha. Con này sử dụng đầu thu kính này đấy, đầu thu kính nên là anh em thu phát thì vô tư đi, tiếng rất hay ấy, nói chung là hay ấy. 706 này đẹp, 706 715 đẹp, 706 709 715 đẹp đấy. Ok anh em nhá.